Phương Thảo và Đức Tiến xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình tin tức buổi tối của hệ thống bản tin VNN TV, 57.3 16.10. Chào Đức Tiến. À xin chào Phương Thảo. Đức Tiến xin được chính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, như thường lệ thì bản tin tối ngày hôm nay gồm các phần tin chính như sau tin thế giới, tin Á Châu, tin Hoa Kỳ và cuối cùng là tin Việt Nam. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bản tin cùng với Phương Thảo. Và kính thưa quý khán giả, bằng tin vào ngày thứ ba ngày 4 tây tháng 8, có những tin chính về tin thế giới như sau. Phòng không Syria đã chặn nhiều mục tiêu thù địch từ Israel. Vào tối ngày 3 tây tháng 8, thì phòng không Syria đã đánh chặn các mục tiêu thù địch trên bầu trời của thủ đô Damascus sau các cuộc oanh tạc do quân đội Israel thực hiện. Theo như quân đội Israel, thì các cuộc oanh tạc mà lực lượng của nước này thực hiện là nhằm để đáp trả một nỗ lực tấn công dọc với biên giới Israel và Syria. Trong cuộc oanh tạc vào tối ngày 3 tháng 8, thì quân đội Israel đã nhắm vào các vị trí quan sát, các máy thu thập thông tin tình báo, tổ hợp pháo phòng không và cơ sở hạ tầng kiểm soát của quân đội Syria. Theo như một tuyên bố của lực lượng vũ trang Syria, thì các cuộc oanh tạc của Israel đã gây ra nhiều thiệt hại về vật chất cho phía Syria. Chính phủ của Israel cùng ngày cũng đã cho biết, nước này cũng đã ngăn chặn một nỗ lực từ phía Syria nhằm để cài các kiếp nổ ở cao nguyên Golan dọc theo biên giới Syria và tuyên bố của quân đội Israel đã cho biết. Quân đội Israel đã quy trách nhiệm cho chính quyền Syria về tất cả những sự việc bên phía lãnh thổ của Syria sẽ không chấp nhận bất cứ hành động xâm phạm chủ quyền Israel. Vào đêm ngày 2 tây tháng 8, Israel cũng đã tấn công về các mục tiêu ở dạy Gaza do phong trào Hamas điều hành sau khi thị trấn Sderot của Israel bị nã rocket. Căng thẳng dọc với biên giới Israel và Syria đã lên đến cao trào trong những tuần gần đây, sau khi các cuộc oanh tạc của Israel vào Syria đã khiến cho một thành viên cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Và thưa quý vị, Mỹ-Taliban thảo luận quá trình hòa bình ở Afghanistan. Người phát ngôn Taliban ở thủ đô Doha, Qatar, Suhail Sahin cho biết nội dung cuộc thảo luận bao gồm việc chính phủ Afghanistan thả các tù nhân Taliban. Đây là yêu cầu của Taliban trước khi bước vào vòng đàm phán với các quan chức chính phủ và các lực lượng khác ở Afghanistan về một giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài ở nước này, Ông Suhail cũng cho biết đại diện Taliban và ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã thảo luận bắt đầu các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan và nhấn mạnh việc thả các tù nhân còn lại là điều cần thiết cho việc đàm phán. Bộ ngoại giao hiện chưa có phản hồi về thông tin trên. Việc thả tù nhân Taliban đã trở thành rào cản đối với các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan từng dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 ngày 29 tây tháng 2, một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đã kêu gọi Kabul thả 5.000 tù nhân Taliban nhằm đổi lại việc Taliban sẽ trao trả tự do cho 1.000 nhân viên chính phủ. Chính phủ Afghanistan đã thả 4.600 tù nhân trong danh sách yêu cầu của Taliban. Tuy nhiên, Tổng thống Assad Ghani đã từ chối trao trả tự do cho số còn lại vì cho rằng những người này đã phạm các tội nghiêm trọng, bao gồm việc đánh bom sứ quán Đức năm 2017 và các cuộc tấn công đậm máu khác. Và tránh văn phòng của Tổng thống Brazil đã dương tính với SARS-CoV-2. Theo như thông báo từ văn phòng của Tổng thống Brazil vào ngày 3 tháng 8 cho biết, Chánh văn phòng Walter Praga Neto đã dương tính với SARS-CoV-2. Ông Neto là bộ trưởng thứ bảy trong tổng số có 23 bộ trưởng tại Brazil đã nhiễm COVID-19 kể từ khi dịch bệnh đã bùng phát ở nước này. Theo như thông báo của văn phòng tổng thống cho biết, ông Neto vẫn khỏe mạnh và không có triệu chứng lây nhiễm, hiện đang làm việc từ xa. Tổng thống Brazil và phu nhân cùng với một số bộ trưởng của nước này cũng đã từng nhiễm SARS-CoV-2. Brazil hiện là nước đứng thứ hai có số người nhiễm và tử vong do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới sau Hoa Kỳ. Hiện tại thì Brazil ghi nhận có 2,7 triệu người đã nhiễm và gần 95.000 người đã tử vong. Và tê giác châu Phi lam nguy vì lợi đồn vô căn cứ dùng sừng để chữa bệnh COVID-19. Sừng tê giác được quảng cáo là một loại thuốc chữa bệnh không phải là chuyện mới. Trong hơn 2000 năm, y học cổ truyền Trung Quốc đã coi nguyên liệu này là phương thuốc chữa bách bệnh khi nó được khuyên dùng để điều trị mọi thứ từ bệnh cao đến ốm sốt, thậm chí là bệnh ung thư. Trong khi đó, cũng từ rất lâu, châu Phi đã trở thành nơi để săn lùng tê giác. Tuy nhiên, dưới sức ép của thế giới, năm 1993, chính phủ Trung Quốc đã cấm buôn bán sừng tê giác trong nước và sử dụng chúng như là một loại thuốc nguyên liệu vô thưởng vô phạt này sau đó một phần lớn được thế giới à, săn đón bằng sừng trâu nhưng nhu cầu sử dụng sừng tai giác vẫn tiếp tục tăng lên và hiện càng được khuyến khích qua những nhận định vô căn cứ rằng sừng tê giác có thể được sử dụng để điều trị Covid-19. Và gần đây nhất, Cơ quan Điều tra Môi trường gọi tắt là EIA có trụ sở tại London vốn có nhiệm vụ phơi bày việc buôn bán các sản phẩm bất hợp pháp đã phát giác ra những hình ảnh cho thấy bao bì của An Cu Ngung Hoàng Hoàng, vốn được coi là ibuprofen, tức là thuốc chống viêm của y học cổ truyền Trung Quốc, được một thư nhân Trung Quốc quảng cáo trên ứng dụng quy rằng loại thuốc này đã sử dụng sừng tê giác là một trong những nguyên liệu chính. Và người dân của Australia đã tuân thủ tự cách ly sẽ được nhận 1.500 đô la Australia. Thủ tướng Scott Morrison vào ngày 3 tây tháng 8 đã công bố về khoản trợ cấp cho những người đã tuân thủ quy định tự cách ly theo như hướng dẫn y tế trong thời gian quy định. Tuyên bố đã được đưa ra trong lúc Australia đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh lần thứ hai. Tiểu bang Victoria đang là một tâm dịch buộc phải dừng các hoạt động kinh doanh, thương mại để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Phát biểu tại thủ đô Canberra, thì Thủ tướng Scott Morrison cho biết khoản trợ cấp này dành cho người dân phải tự cách ly theo chỉ dẫn của nhân viên y tế khi họ không thể đi làm và kiếm thu nhập. Chúng tôi cũng đã khuyến khích chính quyền của tiểu bang Victoria ban hành những hình phạt thích đáng đối với những người không tuân thủ quy định cách ly. Họ đang gây nguy hiểm cho cộng đồng. Và theo đó thì người dân sẽ được trợ cấp là 1.500 đô la Australia trong vòng 2 tuần tuân thủ theo quy định từ cách ly. Khoảng thư cấp này sẽ được xem là giúp đỡ cho người dân trong thời điểm khó khăn hiện tại, đồng thời cũng giảm bớt nguy cơ có nhiều người sẽ phá vỡ quy định để ra ngoài làm việc. Trước đó thì chính quyền của tiểu bang Victoria cũng đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp do sự gia tăng người đã nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng và đồng thời cũng siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Và thưa quý vị, ẩn náo trong rừng suốt 5 năm tại Anh Quốc. Ricardo Borges đã biến mất từ năm 2015, khiến cho người 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 tưởng rằng ông đã bị giết chết. Năm năm sau, ông được phát giác đang ẩn náu trong rừng ở Wisbech, hạt Cambridge Shires. Ricardas Buschitz, hiện 40 tuổi, xuất hiện lần cuối vào ngày 26 tây tháng 9 năm 2015 tại nơi làm việc, cách nơi của ông ở ở Wisbech khoảng hơn 30 km. Busis đã không đến chỗ làm hai ngày sau đó và đến tháng 11 năm 2015 cảnh sát điều tra vụ mất tích bosis như là một vụ giết người một tháng sau một người đàn ông bị bắt vì nghi ngờ giết bosis nhưng được thả ngay sau đó và không bị truy tố tuy nhiên hy vọng bosis có thể còn sống tăng lên khi một tài khoản facebook được lập dưới tên ông và những bức ảnh được đăng trên tài khoản này khiến cảnh sát tin rằng đó chính là bosis tháng 11 năm ngoái, cảnh sát bắt đầu tìm lại à, bullshit và đến tháng 12, họ nhận được một số các báo cáo về việc nhìn thấy ông trong rừng. Cảnh sát hôm ngày 3 tây tháng 8 nói rằng bullshit đã được tìm thấy ngày 1 tây tháng 7, trong khi đang ẩn náo trong một khu rừng ở Wisbet. Họ tin rằng ông bỏ trốn vì lo ngại cho sự an toàn của mình. Ngay trước khi biến mất, một người dân địa phương đã bày tỏ lo ngại cho Bullshit đang bị bóc lột sức lao động và có thể đã buộc phải chuyển nơi ở khác. Và bé gái người Thụy Điển đã chết vì đạn lạc. Một bé gái bị 2 tuổi đã thiệt mạng vì đã trúng đạn trong một vụ nổ súng ở Stockholm, gây ra sự phẫn nộ về bạo lực có liên quan đến băng đạn. Cảnh sát được gọi đến hiện trường của vụ nổ súng gần với trạm xăng thuộc phía nam của thủ đô Stockholm vào sáng sớm ngày 2 tháng 8. Chi tiết về sự việc không được công bố nhưng truyền thông địa phương đã đưa tin. Những tay súng đã nhắm vào hai thành viên của một nhóm tội phạm và đã không cố tình bắn chết bé gái. Cảnh sát cũng đang điều tra về vụ nổ súng nhưng chưa bắt được nghi phạm nào. Người dân Stockholm vào ngày hôm qua cũng đã đến hiện trường vụ nổ súng để đặt hoa và nến tượng niệm cô bé. Một số người đã kêu gọi giới chức hành động quyết liệt hơn với bạo lực bằng nhóm ở Thụy Điện. Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson cũng đã bày tỏ tức giận và đau buồn trước cái chết của em và đồng thời cam kết sử dụng nhiều cảnh sát hơn và áp dụng những bản án nghiêm khắc hơn. Tư lệnh cảnh sát của quốc gia Anders Thornburg cũng cho hay giới chức sẽ lặp lại trật tự trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng trong ngày càng gia tăng. Vào năm ngoái, thì tụy Thủy Điện cũng đã tuyên bố thành lập một nhóm chuyên trách nhằm giải quyết bạo lực băng nhóm tại nước này cũng đã khiến cho 20 người thiệt mạng trong 163 vụ nổ súng trong 6 tháng đầu năm ở Thụy Điển vào năm nay. Trong khi đó, năm 2019, thì hiện tại nước này ghi nhận có 42 người thiệt mạng trong vụ 334 vụ nổ súng. Và hơn 300 tù nhân đã vượt ngột khi IS tấn công nhà tù ở Afghanistan. Hàng trăm tù nhân đang lận trốn sau khi phiến quân IS tấn công nhà tù ở thành phố Jalalabad, Atalua, Kugani đã có sự phát ngôn viên tỉnh Nagatha, miền đông Afghanistan cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Trong số 1.793 tù nhân có 1.025 người đã tìm cách vượt ngục và đã bị bắt, 430 người khác vẫn còn ở trong tù, 338 người vẫn còn đang lẫn trốn. Vụ tấn công bắt đầu vào hôm 2 tây tháng 8 khi một xe bom lao vào cổng nhà tù ở thành phố Jalalabad, tỉnh Naganho, khiến ít nhất 3 người chết và 24 người bị thương nặng. Vụ nổ đã dường như cho thấy các tay súng tiến sâu vào bên trong nhà tù. Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan sau đó đã điều đến hiện trường và đấu súng với phiến quân suốt nhiều giờ. Giới chức cho biết 29 người đã thiệt mạng và 50 người đã bị thương, trong đó bao gồm cả tù nhân, lực lượng an ninh và người dân thường. Phát ngôn viên Carl Johnny cho biết thêm, 8 tay súng đã bị tiêu diệt trong lúc đặc nhiệm truy quét vị trí của chúng. Mohamed Idris, một tù nhân mất kẹt bên trong, cho biết không khí rất nóng và họ rất đói khát. Các cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn, lực lượng an ninh Afghanistan dường như chưa thể tiến sâu vào bên trong nhà tù do các tay súng đang cố thủ tại nhiều vị trí thuận lợi, trong đó có cả tháp canh. Và cụ giáo hoàng Benedict 16 rất yếu. Theo như truyền thông của Đức Quốc đã cho hay, cụ giáo hoàng Benedict 16 đã lâm bệnh sau khi thăm người anh trai bị ốm vào tháng 6. Sức khỏe của ông hiện giờ rất yếu. Giáo yeah, Đức Giáo Hoàng Benedict, 93 tuổi, đã mắc bệnh viêm quần, là một bệnh nghiêm nhiễm khuẩn da và mô dưới da, dẫn đến phát ban trên mặt và gây đau dữ dội. Theo như báo Đức Basser Bá đã vào ngày 3 tây tháng 8, đã dẫn lời của Peter Sewell, là một nhà viết tiểu sự của cựu giáo hoàng cho biết. Tờ báo viết rằng, theo như ông Sewell, thì cựu giáo hoàng hiện rất yếu, suy nghĩ và trí nhớ của ông vẫn linh hoạt, nhưng giọng nói đã không còn rõ vào lúc này. Seward đã đến thăm cựu giáo hoàng tại Rome, Italy vào ngày 1 tây tháng 8 để tặng cho Đức Giáo hoàng Benedict 16 cuốn tiểu sự mà ông đã viết. Cựu giáo hoàng đã đến thăm người anh trai có tên là George Ratzinger, người bị ốm nặng tại Đức Quốc vào tháng 6. Và đây cũng là lần đầu tiên ông đã rời khỏi Italy kể từ khi từ chức vào năm 2013. Sau đó thì người anh George đã qua đời hai tuần sau chuyến thăm của ông, hưởng tỏ 96 tuổi. Kể từ sau khi từ chức, thì cựu giáo hoàng Benedict 16 với tên thật là Joseph Ratzinger sống trong một căn phòng nhỏ bên trong Vatican. Ông hầu như là tránh xuất hiện trước công chúng từ khi trở thành đức giáo hoàng đầu tiên, từ chức trong gần 600 năm vì lý do sức khỏe. Và người kế nhiệm của ông là giáo hoàng Francis. Và nước Pháp đã hoãn phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông thưa quý vị bộ ngoại giao pháp đã quyết định hoãn phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ ký với chính quyền hồng kông sau khi trung quốc ban hành luật an ninh đặc khu bộ ngoại giao pháp hôm nay ra thông cáo cho biết do những diễn biến gần đây Pháp sẽ tạm ngưng quá trình phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ ký ngày 4 tây tháng 5 năm 2017 với đặc khu hành chính Hồng Kông. Cơ quan này cũng chỉ trích luật an ninh mới của Hồng Kông và cho rằng nó đặt dấu hỏi về nguyên tắc một quốc gia hai thể chế và ảnh hưởng trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp Pháp. Pháp là nước thứ bảy tạm ngưng thị thực hoặc khoản phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh đặc khu Hồng Kông được Trung Quốc ban hành vào cuối tháng 6. Các nước trong liên minh an ninh ngũ nhãn bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Australia, Anh, New Zealand cùng với nước Đức trước đó cũng đã áp dụng biện pháp tương tự. Trung Quốc đã chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hồng Kông với Canada, Australia, Anh và New Zealand để đáp trả tuyên bố các nước này chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hồng Kông và làm tổn hại nghiêm trọng nền móng hợp tác tư pháp. Luật an ninh Hồng Kông được ban hành vào cuối tháng 6, hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố, thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hại cho an ninh. Xin kính mời quý khán giả vận dự hệ thống bằng tầng VNATV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trước khi chúng tôi quay trở lại bản tin Á Châu. Xin cảm ơn.